một ca mổ bắt thai đặc biệt diễn ra nhanh chóng. Người mẹ mắc bệnh ung thư vú ở giai đoạn cuối. Khối u đã di căn lên xương và phổi. Thai phụ không thể nằm nên bác sĩ buộc phải mổ ở tư thế ngồi. Đây là tư thế khó để thực hiện mổ sinh. Bệnh nhân suy yếu nên các thao tác mổ phải đảm bảo nhanh và chính xác. Chỉ ít phút sau, em bé đã chào đời trong sự xúc động vô bờ của người mẹ và cả ekip phẫu thuật. Sau ca mổ thì em bé khóc tốt, đấy là cái tín hiệu đầu tiên, tức là em bé có diễn biến tốt. Và sau ca mổ thì bà mẹ bắt đầu có cái xu thế bởi chị vẫn tỉnh, thế nhưng còn phải hồi sức. Nhưng trước mắt thì tôi nghĩ là cả hai bà mẹ và em bé được coi là bước đầu gọi là mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên cái chăm sóc còn rất dài. Trước đó chị Liên phát hiện mình mắc ung thư vú giai đoạn muộn khi mang thai ở tháng thứ tư. Dù được các bác sĩ tư vấn đình chỉ thai để điều trị triệt để khối u, nhưng người mẹ này đã từ chối điều trị để giữ lại thai nhi với hy vọng con có cơ hội chào đời. Các bác sĩ đang đánh giá tình trạng sức khỏe để điều trị ung thư cho người mẹ. Đỗ Bình An, đó là tên gọi mà người mẹ trẻ đã đặt cho con với hy vọng là em bé lớn lên trong sự bình an hạnh phúc. Do sinh non tháng và cân nặng chỉ 1,5 kg nên hiện bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.